បាទនេះគឺជាវីដេអូណែនាំនៃការចុះឈ្មោះជា owner របស់ web hellofrom ហើយ web របស់យើងក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលទៅឲ្យលោកអ្នកជាប្រចាំខែបានផងដែរដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកអនុវត្តវីដេអូដូចខាងក្រោមជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ browser បន្តមកទៀតវាពាក្យថា hellofrom.com បន្តមកចុច enter រួចអូសមកក្រោមចុចលើប៊ូតុង Facebook Marketing Platform រួចអូសមកក្រោមទៀតចុចលើប៊ូតុង Share Now ត្រង់នេះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវបំពេញព័ត៌មាន Display Name វាបញ្ចូល Name របស់លោកអ្នកដែលអ្នកចង់បញ្ចូលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ធីថាphone number ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់0918179233 password ដាក់ password ជាអ្វីក៏បានដែរ confirm password ជា password ដដែល account ថាយកពាក្យ inner បន្ទាប់មកចុច agree រួចចុច sign up ហើយវាក៏អាចsign up ជាមួយនឹង account Facebook បានផងដែរបើយើងមិនទាន់មានទេយើងចុច sign up ត្រង់នេះវានឹង load message មួយទាមទារយើងបញ្ចូល code ហើយ code នឹងបានផ្ញើទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់ឲ្យមើលមិញឥឡូវបានផ្ញើមកខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមវាបញ្ចូលមានចំនួន6ខ្ទង់បន្តមកចុច submitត្រង់នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមើលព័ត៌មានតួខ្លួនទី1គឺ summary profile selling earner point referral and setting ត្រង់ summary គឺជាព័ត៌មានតួខ្លួនថ្ងៃខែដែលយើងបានចុះឈ្មោះព័ត៌មានបន្ថែមអាចតកតទៅតាមនឹងបាន today earning ប្រាក់ចំណូលរកក្នុងមួយថ្ងៃweekly earning ប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយសប្តាហ៍ monthly earning ប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែបន្តមកយើងចុច profile payment gateway ជាកន្លែងដែលយើងរៀបចំព័ត៌មានពេលដែលយើងទទួលប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនតើចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ញើទៅតាមរយៈអ្វី bank name វាមានពីរជម្រើសទី1គឺwing money និង aba bank ឥឡូវខ្ញុំសូមចុចយក aba bank account name ជាឈ្មោះ account aba bank របស់លោកអ្នកខ្ញុំសូមវាបញ្ចូលដាក់ថាធានា account number លេខសម្ងាត់បន្ទាប់មកយើងចុចSubmit យើងចុចត្រង់ Facebook Facebook Thai វាដាក់ថា True Face មាន2ជម្រើសទី1គឺ Facebook profile Facebook profile មានន័យថាបើបងប្អូនចង់រកប្រាក់ជាមួយនឹង Facebook profile អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូល Facebook profile មកបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកប្រាក់ជាមួយនឹង Facebook page អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូល Facebook page មកចុះសួរថាពីនឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះ Facebook profile បើអ្នកទាំងអស់គ្នាយក Facebook profile វាអាចផ្ទុក friend ត្រឹមតែ 5,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះរីឯ Facebook page វិញវាមិនកំណត់ចំនួនអ្នក like page របស់យើងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាពីហ្នឹងមួយណាមានចំនួនអ្នក friend និង like ច្រើនជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជួយមកឥឡូវខ្ញុំសូមជួយយក Facebook profile ត្រង់ Facebook page ឬ Facebook profile គឺជាឈ្មោះ Facebook page ឬក៏ Facebook profile ដែលយើងបានដាក់ខាងលើយើងក៏
chukan profile, copy chmuh. Mas tan bibib hah. Facebook URL ke chi link profile la yeung ban dak khang le. Tiếp theo mà sẵn dùng biệp hè total fan dương cho tất cả profile Facebook của bao nhiêu mốc về miền chung friend chung nôn mà quán bằng bài rõi sáng sắp đồng bồn nhẹ dương vi bình cho chung nôn friend là con ông profile là bao nhiêu anh toán đọc cho submit. Trong này xong bình chạy, dừng trở rộng trăm admin approval tập dụng anh dùng nói cả step thị bay bán. Trong step thị bay mình bật tổng bay ví dụ share nâng skip. Bên đây thà, môn đường dừng share link bỏ ra miền nâng khả nông web hellofrom dừng trở ví dụ một sân thà về chia bỏ miền ở vầy. Dừng chụp lờ ví dụ, dừng stroll một cái rộng tích tích. Vì cứ chia bỏ ra miền môi đài bằng bạc bò nhưng khóc cho một vầy máu bằng tỏa máu mà nè tự ngọt khía bằng bình chí tên nè tự ngọt khía chú skip và bằng chất chú xe màu hay khăn nông mà xe dân nè tự tụ bán một vầy bòn và khi xong chú xe vì nâng load confirm sẵn nhưng chú bị agree bằng tỏa máu chú post to Facebook. Bên trong lộn message mùi thà share link reference. Dương trao copy link để dương bán share bỏ ra miền được nông profile là bỏ dương dương cho tất cả profile Facebook là bỏ dương mốc. Bạn tỏ một tiết dương mass đam lập biện chạy sân náo copy link address dương clone ở bên mốc. Bạn tỏ một tiết mass đam dương biện hè bạn tỏ mốc chuyện record. Nếu bây giờ thay chia sẻ nhạc trí, mình đã dạng bàn xe ở bàn chủ cháy. Ơn mô dân cho trọng ơn ninh hoành. Trọng ní cứ chia gần lại để dân mơ bò đồng miền tha. Ta tất bạc ở bò dân. Nâng ca xe và màn lợi ở bò dân nâng trọng bàn admin approve bàn bò màn đòn. Bạn tỏa mới thiết dương chuẩn Refrog. Trong này cứ chia gần lại là dương invite friend nó không Facebook bỏ dương đồng bây ai kê pra cảm thi nít đài. Lại dương chuẩn tất cả friend nó nào mà nhẹ. Bạn tỏa mới thiết chuyện copy link address. Bạn stamp dụ biện copy dương clone màu bánh. Dương bạn stamp thiết dụ biện hẻ. Dương chất trong setting. Trong này cứ chưa cần lại mua để dương trong phát đồ password. Khang lớp cứ chưa password chắc về bạn đã đặt ô tô dùng mình cho password thay máu. Confirm password thay máy và tôi mong chất. Sell check.